Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của hành giả Phật tử ạ. Dạ con thưa sư, tại sao trong đạo Phật lại có Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông? Có sự khác nhau gì giữa hai hệ phái không ạ? Giáo Nam Tông, Bắc Tông. Thực ra thì hàng mấy trăm năm đầu ấy, khi mà Đức Phật thuyết pháp thì không có tông phái nào hết. Hàng 200-300 năm sau cũng chưa hề có tông phái. Nguyên nhân mà phát sinh ra tông phái này là do sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn ấy, khoảng mấy trăm năm sau ấy, 200-300 năm sau, thì lúc đấy ở trong hội chúng người xuất gia, gọi là trong tăng chúng, lúc đấy rất là hưng thịnh, rất là đông đảo người xuất gia, và lúc đấy có một số các cái vị tỳ kheo gọi là trẻ, có cái tinh thần gọi là cạnh tranh truyền bá tôn giáo với các tôn giáo khác, truyền bá Phật pháp, cho nên là có cái xu hướng dấn thân nhập thế, và có cái xu hướng là muốn tích cực trong cái việc gọi là truyền bá đạo pháp cao hơn, và thay đổi nhiều cái phương pháp, nhiều cái pháp môn để gọi là Phật giáo phát triển, thay đổi nhiều cái tư tưởng, hướng đến cái việc thực hành Bồ Tát Đạo và hướng đến thành Phật trong tương lai. Còn một bộ phận chư tăng thì vẫn kiên quyết không chấp nhận tư tưởng ấy, vẫn kiên quyết là phải giữ lại tất cả những gì mà Đức Phật đã dạy, không được thêm vào những gì Đức Phật không dạy. Cả về pháp học cũng vậy, phải giữ nguyên, không được bỏ đi những gì Đức Phật đã dạy và không được thêm vào những gì Đức Phật không dạy. Đó là cái sự tôn trọng tuyệt đối với pháp của Đức Phật. Cả về pháp hành cũng vậy, Đức Phật dạy những cái phương pháp thực hành như thế nào thì thực hành y như thế, tức là quyết tâm bảo vệ đúng cái chánh pháp, đúng cái giáo pháp, đúng lời giảng dạy của Đức Phật, không thay đổi, không thêm, không bớt. Vậy cho nên được gọi là các bậc thượng tọa bộ, được gọi là các cái bậc thượng tọa, đó là các bậc trưởng lão, và kiên quyết giữ gìn như vậy. Thì hai cái hệ phái này không hòa hợp được với nhau, không dung hòa được với nhau, và có cái sự mâu thuẫn với nhau, rồi sau đó thì chia ra. Bên thượng tọa bộ thì truyền về phương Nam của Ấn Độ nên gọi là Phật giáo Nam truyền, và cũng gọi là Phật giáo nguyên thủy, tức là giữ nguyên lại những cái gì Đức Phật đã dạy, không thêm không bớt, cả về hình tướng của người xuất gia như mặc cái y hở ai bên hữu này, không có thay đổi, cả về cái hình tướng ngày xưa Đức Phật chế là người xuất gia mặc áo cà sa như vậy, bây giờ vẫn ăn mặc như vậy. Đức Phật dạy người xuất gia phải có bình bát, ngày sống bằng hạnh khất thực và học giới ấy, kinh luật luận, thực hành giới định tuệ. Thì các vị sư bên Phật giáo nguyên thủy vẫn cứ giữ gìn nguyên cái tạng kinh, tạng luật, tạng luận và phương pháp thực hành giới định tuệ, cũng như cái hình thức tu hành. Vậy cho nên được gọi là Phật giáo Nam truyền, vì truyền về phương Nam của Ấn Độ, và cũng gọi là Phật giáo nguyên thủy. Còn các cái vị ở bên Đại chúng bộ thì có cái tư tưởng cấp tiến, tức là có cái tư tưởng là phát triển thay đổi cho đạo Phật phù hợp với thời thế. Ví dụ như là nghĩ rằng người xuất gia giờ cần phải giữ tiền để chủ động trong những cái việc hoằng pháp đi lại, và các cái sinh hoạt nó được thuận tiện hơn, và bỏ bớt đi những cái giới luật nhỏ, rồi sau đó thì phát triển nên những cái pháp môn mới, đó mang cái tính gọi là tánh không, bát nhã, hay là tất cả cái kinh điển đại thừa, bắt đầu dần dần được phát sinh thêm, và hướng đến gọi là thực hành Bồ Tát Đạo, cho nên là phát sinh là Bồ Tát giới, thọ trì Bồ Tát giới, tức là phát tâm Bồ Tát, phát Bồ Đề tâm, phát nguyện trở thành Phật trong tương lai, và thực hành các cái pháp độ ba la mật. Thì chủ trương của hệ Phật giáo phát triển thì hướng đến cái việc làm phước nhiều, tạo công đức nhiều hơn là cái việc tu tập nội tâm. Việc tu tập nội tâm, thực hành giới định tuệ thì ít, nhưng mà cái việc phụng sự nhân sinh, dấn thân nhập thế, sống chan hòa với thế gian thì nhiều hơn. Vậy là có hai cái hệ, cho nên là hệ Phật giáo gọi là Bắc truyền, vì truyền về phương Bắc,
sau đó thì có chuyển về bên Trung Quốc, nhưng Việt Nam ảnh hưởng rất là nhiều, thì thay đổi rất là nhiều. Những kinh điển sẽ được dịch, phiên dịch ra bằng tiếng Hán, và các sư bây giờ cũng không có học tiếng Bali gốc của Đức Phật mà học bằng tiếng Hán. Và cái hình tướng, hình thức y áo cà sa ăn mặc cũng có sự thay đổi nhiều. Và những cái pháp môn tu tập thì luôn luôn thay đổi theo thời thế rất là nhiều, và đáp ứng những cái nhu cầu tín ngưỡng dân gian, cho nên là có rất là nhiều cái sự pha tạp của các cái văn hóa tín ngưỡng bản địa ở mọi vùng miền, mọi nơi. Vậy cho nên được gọi là Phật giáo Đại Thừa, cũng được gọi là Phật giáo Phát Triển, cũng được gọi là Phật giáo Bắc Chuyển. Đấy là cái nguyên nhân lý do là có hai hệ phái vậy trong đạo Phật, mãi mấy trăm năm sau mới phát sinh, chứ không phải là thời Đức Phật là Đức Phật thuyết ra hai hệ phái đó. Mà Đức Phật thuyết ra, bây giờ muốn hiểu về phương pháp sự tu tập như thế nào thì cứ nghiên cứu theo bên Phật giáo Nguyên Thủy thì mình sẽ hiểu đúng cái pháp thời Đức Phật. Còn Phật giáo Phát Triển là những cái thay đổi, những cái đổi mới, những cái phát minh thêm về sau này. Đấy là gọi là hai hệ phái khác nhau. Thì hai hệ phái có những cái khác nhau về cái quan điểm, đó là Phật giáo Nguyên Thủy thì hướng đến tu tập giới định tuệ, chứng ngộ niết bàn là ngay trong hiện tại, hoặc là chứng ngộ niết bàn giải thoát khổ đau sớm nhất. Tuy nhiên cũng có một số người vẫn nguyện trở thành Phật Chánh Đẳng Giác, hay là Phật Duyên Giác, Độc Giác, hay là cũng có người phát nguyện trở thành những vị đệ nhất thần thông trí tuệ, thì cái đấy thì tùy tâm nguyện của mỗi người, nhưng mà luôn luôn nỗ lực thực hành giới định tuệ. Còn tư tưởng của Phật giáo Phát Triển thì hướng đến là tích lũy các ba la mật, sẵn sàng lăn lộn ở trong sinh tử để tích lũy các ba la mật, và cái nguyện là nguyện chứng thành Phật Chánh Đẳng Giác, thành Phật quả tương lai. Đấy là hai cái tâm nguyện, hai tư tưởng có cái sự khác nhau, và các kinh điển thì khác nhau cũng nhiều. Kinh bên Phật giáo Phát Nguyên Thủy thì chỉ học những cái bộ kinh mà được lưu truyền lại trong những lần kết tập kinh điển, lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ bốn đó. Những cái lần kết tập kinh điển ấy thì có kinh trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tương ưng bộ, tiểu bộ ấy. Thì chỉ học những kinh như thế đã được kết tập lại những lời giảng dạy của Đức Phật, và các cái bộ luật và luận Atidàm là những cái gọi là tam tạng đó, thì vẫn được học và thực hành giới định tuệ. Còn bên Phật giáo Phát Triển thì học rất nhiều các kinh phát triển sau này. Kinh Bát Nhã, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Năng Nghiêm, tức là rất rất nhiều những kinh phát triển, và đi cả với những cái pháp như là Mật Tông, Tịnh Độ Tông, là rất nhiều các cái tông phái bên Phật giáo Phát Triển hình thành nên nhiều các cái tông phái khác nữa, Thiền Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, đến hàng chục tông phái phát sinh ra ở bên 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 Trung Hoa về sau này, phát sinh ra nhiều tông phái. Và có kinh điển thì cũng dịch ra bằng chữ Hán, và cái hình tướng của người xuất gia cũng có cái sự khác, mặc y áo cũng khác. Thì đấy là ví dụ như bên Phật giáo Nguyên Thủy thì tụng Bali, học những kinh điển từ gốc Bali. Phật giáo Phát Triển thì tụng kinh bằng chữ Hán, học những kinh điển có phiên dịch ra chữ Hán, đấy chữ Hán là nguồn gốc. Thì đấy là có cái sự khác nhau về hai cái hệ phái như vậy.